Tử Vi tuổi Bình Thìn sinh năm 1976, hoan nghênh chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, mọi người đều có thể rất tò mò muốn biết số mệnh của mình tốt xấu ra sao. Trong tháng 8 âm lịch sắp tới, những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, cuộc sống có được ấm êm, may mắn, hạnh phúc hay không? Mặc dù số mệnh của con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có rất nhiều yếu tố là quan trọng, may mắn, sự cố gắng, nỗ lực của mọi người. Tháng 8 âm lịch, mọi người cần phải cố gắng phát triển bản thân mình nhiều hơn, nắm lấy nhiều cơ hội thì sẽ có được may mắn, thành công. Quý vị thân mến, cuộc đời con người sợ nhất cảnh nợ nần, túng thiếu. Tuy nhiên mỗi hoàn cảnh khác nhau buộc họ phải đối mặt với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ai cũng có vận mệnh riêng, nhưng khó khăn trong cuộc đời chỉ là thử thách mà ai cũng sẽ phải vượt qua. Với tuổi Bính Thìn 1976, thời gian này có quý nhân phù trợ, thần tài ban lộc. Mọi người sẽ cần cố gắng, cụ thể như thế nào, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ chi tiết trong phần luận giải ngay sau đây. Trước khi đến với chương trình, mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, mời quý vị hãy theo dõi luận giải chi tiết. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 8 âm lịch năm 2021. Quý vị thân mến, người tuổi Bính Thìn 1976 mệnh sa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn. Đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực, chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, sẽ mùi lòng. Đây là bản tính của họ, chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt, không rõ ràng nên thường cuộc sống khá bình yên, tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Xem tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng này vận trình sự nghiệp, công việc, tài lộc không được thuận lợi, như ý. Những người sinh năm 1976 cần cẩn trọng trong từng bước đi, nước bước của mình, bị xung quanh nhiều tiểu nhân, chỉ chờ bản mệnh xa chân để chọc gậy bánh xe. Tài lộc tháng này kém nhiều, mức chi tiêu nhiều hơn thu, bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bính dương hỏa gặp đinh âm hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Bính Thìn trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất về sự nghiệp, quan vận. Quý vị thân mến, trong tháng này, gia chủ Bính Thìn sẽ cần cẩn trọng trong đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận, cần chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh những xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 cho thấy, tháng này xét về vận trình công danh sự nghiệp, bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Bản mệnh vẫn đều đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại. Tuy nhiên, tháng này là cơ hội tốt để bản mệnh học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân. Mọi người sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân với việc học cao lên, nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai về mặt tài lộc, tiền bạc.
Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thì không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thật sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng 8 âm lịch, tuổi Bính Thìn sẽ có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, bản mệnh có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn, thường tái phát. Bản mệnh sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn điều trị kiên trì, cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bản mệnh vẫn cần phải để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh, các vấn đề nhỏ khác. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bản mệnh thấy bất ổn. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 8 âm lịch, may mắn khá tốt cho tình yêu và mối quan hệ, bản mệnh có thể chuẩn bị trước nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ hoặc kết hôn. Những ngôi sao tốt lành sẽ giúp bản mệnh mang đến kết quả tốt trong tình yêu, nhưng đôi khi bản mệnh sẽ có xung đột với đối tác của mình về những vấn đề tầm thường. Nếu bản mệnh là một người phụ nữ đã có chồng, có thể đấu tranh giữa một mối quan hệ không chung thủy và cuộc sống gia đình có thể dễ dàng đi sai đường. Do đó, bản mệnh phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết rằng có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình, bản mệnh thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần, mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Bính Thìn trong tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Bính Thìn có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 5 tháng 8, từ ngày 11 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Nhâm Tuất, nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 17 tháng 8, từ ngày 23 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Giáp Tuất, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Ngày âm lịch 29 tháng 8, từ ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp, Bính Tuất, nạp âm Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thìn tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 4 tháng 8 tới ngày mùng 10 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp Tân Dậu, nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch 16 tháng 8 tới ngày 22 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp Quý Dậu, nạp âm Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 28 tháng 8 tới ngày mùng 4 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp Ất Dậu, nạp âm Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, Bính Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, phù hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Bính Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Bính Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vì nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Bính Thìn 1976 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta trưởng thành hơn, vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.